Xin chào quý vị và các bạn, tiếp tục em lại khui ra thêm được một cái máy massage chân nữa nhé. Cái dòng này là dòng hàng đấu mạng nhé quý vị nhé, dòng hàng đấu mạng. Và tất nhiên là dòng hàng đấu mạng thì lúc nào nó cũng đẹp hơn rất là nhiều so với các dòng hàng bãi rồi. Đó. Chúng ta sẽ mở ra xem nó thế nào nhé. Bằng dòng hàng đấu mạng được đâu, dòng đấu mạng lúc nào nó sẽ đẹp hơn nhé. Về cái độ xước sát của dòng hàng đấu mạng nó gần như rất ít, còn hàng bãi thì nó sẽ bị xước sát rất là nhiều. Rất là đẹp luôn, nó gần như là rất ok luôn nhé. Đấy. Có một tí bẩn đây này. Để các bác giặt đi nhé. Rất ok nhé, hàng gọi là rất là đẹp. Con này thì nhà em bán thì rất là nhiều, và mỗi khi mà hàng về thì gần như không đủ hàng để mà bán cơ, bởi vì là nhu cầu về sức khỏe bây giờ rất là nhiều các bạn, nhất là các cái dòng máy để mà xoa bóp chân ấy, thì thực sự là bây giờ là gần như không đủ để về hàng. Thì như cách đây khoảng tầm mỗi lần về là nhà em về khoảng 3 tháng về một lần đấy. Đấy. Những dòng này là 3 tháng về lần trước, cách đây 3 tháng đã về một lần rồi. Đấy. Và bây giờ lại về thêm lâu nữa, vì thực ra là không có hàng để mà về. Đấy. Có thỉnh thoảng có một ít nó có thì tranh nhau mua. Đấy, tranh nhau mua. Đấy các bạn. Đấy. Đây là bản về các bác lau đi nhá. Ok. Rồi, đấy thì đây để các bác xem xung quanh nhé. Cái máy massage chân này thì những năm gần đây thì là nước mình là rất quan tâm về đến sức khỏe, nhất là những người bắt đầu có trung tuổi hoặc những người đi làm nhé, những người đi làm mệt mỏi, nó liên quan đến việc đứng lại nhiều và ít được ngồi. Đấy, nói chung là sử dụng đôi chân để đứng nhiều. Đó. Sử dụng đôi chân để đứng nhiều, và chính vì vậy cho nên là cái đôi chân của mình nó chịu một cái áp lực về sức lén, về cái trọng lượng cơ thể nó rất là cao, và chính vì vậy cho nên là cái bàn chân cũng như cái bắp chân ấy là nó rất là mệt mỏi. Và để lâu thì nó sẽ tạo ra một cái nó gọi là bị cứng này, hoặc là bị tụ lại đông cơ, cái cơ nó bó lại đấy, và để lâu nữa thì cái chân nó tê bì đó. Và cái việc giải quyết thì như chúng ta đã biết rồi đấy, thường thường là chúng ta sẽ đi massage đấy, hoặc là đi xoa bóp bấm huyệt. Nhưng mà thực sự ra là cái chi phí nó sẽ rất là cao, bởi vì mỗi lần đi như vậy thì thường thường nó sẽ phải mất khoảng tầm 350 đến 400 nghìn. Đó. Một lần đi như vậy nó rất là tốn tiền. Đó. Trong khi đó mỗi một lần chỉ xoa bóp có 40 đến 45 phút thôi. Thậm chí có những nơi người ta chỉ bóp có dưới nửa tiếng. Sau đó thì người ta đắp một số cái gọi là chất nóng lên để nó đẩy tan. Đấy. Thì còn ở đây như là quý vị mua cái này về thì quý vị cho nó bóp cả ngày luôn được. Đấy. Một tiếng, hai tiếng được, không vấn đề gì. Đó. Và nó bóp. Còn đâu nếu như là người của mình ấy, thì mà người nhà mình bóp ấy, thì nó sẽ gần như không bóp được đâu ạ. Bởi vì mỗi một lần bóp cả nửa tiếng như thế, đến hôm sau sợ luôn, không dám bóp. Đấy, khẳng định luôn quý vị nhá. Rồi ok ạ. Con này hàng về thì rất là đẹp nhé. Tất nhiên hàng dùng rồi nó sẽ có một chút xíu này nọ nhé các bác nhé. Không phải ấy nhé. Đấy, chứ không phải là nó đây, chỗ này nó hơi va chạm nhẹ một tí trên này nhé. Hơi va chạm nhẹ một tí trên này, nó có hơi vết nhẹ trên này. Đấy. Vết nhẹ chỗ này nhé. Đấy. Thì con này em sẽ bán rẻ cho các bác nhé. Đấy.
Thì con này thì bình thường là đây để em cắm điện xem nó chạy không nhá. Đấy. Quý vị lưu ý điện 100V nhé. Lưu ý cho em là điện 100V cho em. Đấy. 100V nhé. Rồi. Đấy. Đây. Đây quý vị nhỉ. Đấy. Phần trên nhé. Phần trên này. Đấy. Đấy. Nó là bóp cái phần bắp. Phần bắp trên của mình đó. À, phần dưới nhé, à, phần dưới là bóp bàn chân, phần dưới này bóp bàn chân nhé, à, à, phần dưới bóp bàn chân, à, à, rồi còn phần trên này bóp cái bắp chân nhé, à, rồi, à, rồi ok nhá đấy, thì à, con này thì bình thường là giá của nó sẽ là khoảng tầm 2.450.000 đến 2.550.000, à, nhưng mà à, con này nó sẽ kém hơn so với con khác một chút xíu nhé các bác nhé. Đó. À, nói chung là nó so với hàng bãi nó thuộc dạng siêu đẹp rồi. Đó. Là so với kém hơn khác này, à, nó bị chỗ này va chạm chỗ này một chút xíu nhé. Đó. Thì à, em sẽ để cho bác giá rẻ. Đó. Để cho bác giá rẻ hơn nhé. Đó. Ồ, đấy, con này nó sẽ con này nó bị cả một chút xíu chỗ này này. Một chút xíu chỗ này, à, về chắc là mình va chạm này, về va chạm, không ảnh hưởng gì đâu các bạn, à, không ảnh hưởng gì đâu nhá, à, rồi đấy, bóp việc các thứ sướng luôn nhá, đấy, ui rồi đấy, sướng luôn, rồi. Ok ạ, nói chung là con này nó không phải là hoàn mỹ giống như các con khác gọi là đẹp tuyệt vời. Đấy. Thì con này em sẽ tính cho các bác giá tốt hơn nhé. Đấy. Con này em để cho các bác là thôi để cho bác là 2.2 triệu nhé. Đấy, bớt cho bác một tí để cho bác 2.2 triệu. Mà thôi con này để cho bác 1.950.000 đi nhé. Đấy, bằng với giá những con hàng bãi xấu hơn như thế này rất nhiều. Thậm chí những con hàng bãi nó xước sắt và nó bị vẫn bị dập nát như thế này. Vẫn bị dập nó nát hơn nhầy nhỉ nhá. Đấy. Về những con hàng bãi nó về nó bị va chạm là chuyện bình thường, con gần như con nặng bị như thế, nhưng mà những con hàng đấu mạng này thì mình sẽ tính khác nhá. Đấy. Con hàng bãi mà tầm giá đấy thì so với con này chạy re kèn luôn các bác nhá. Đấy. Một độ đẹp không có, không đẹp bằng bọn này được, hai là nó sẽ xước sát hơn bọn này nhiều và va chạm hơn bọn này nhiều nhá, lướt hơn bọn này nhiều. Đấy. Đấy. Đây, bọn này chúng chỉ có một tí chỗ này với cả chỗ này thôi, không đáng kể đâu. À. Rồi, ok nhá, em sẽ để cho bác là 1.950.000. Đấy, còn bình thường là 2.500.000 con này nhá, em sẽ để cho bác 1.950.000. Đấy, hàng đẹp ok nhá. À. Rồi, à, bác nào lấy thì alo ngay cho em, số điện thoại của em là 0966 594 581, địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng đấy cũng được nha, đấy tùy các bác nhé. Các bác có thể alo cho bên em xong rồi lấy hàng thì các bác có thể đặt cọc hoặc là chuyển khoản hết cho bên em tùy nhá. Đấy, chuyển khoản hết bên em bao ship, còn đặt cọc thì không bao ship nhé các bác nhé. Đặt cọc thì ship khách chịu. Các bác lưu ý điện 100V cho em nhé. Đây này, bấm đây này. Đó. Rồi hoặc là bấm đây nút dưới này, bấm tiếp này. Đó. Rồi ok ạ, vâng, em xin cảm ơn và xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.